Hello và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Tentacles. Trong video kể lại câu chuyện Avatar The High Ground lần trước, ta biết được người chơi đã trở lại Pandora với một hạm đội tàu vũ trụ. Biết rằng ngày này sẽ đến, Jack đã huấn luyện các chiến binh Navi của mình để chiến đấu trên địa hình không trọng lực. Nhưng bất kỳ kế hoạch nào cũng đều có sơ hở. Jack và Neytiri phải chạy đua với thời gian để trở về Pandora và cứu các con trước khi phi thuyền của người trời hạ cánh. Hôm nay, hãy cùng Tentacles chúng mình tóm tắt những gì đã diễn ra trong Avatar The High Ground Part 2 nhé. Let's go! Mọi câu chuyện trong Avatar đều bắt đầu với lời dẫn chuyện của Jack Sully, và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Khi tôi còn là một hải quân, tôi không có gì để mất ngoại trừ đôi chân. Nhưng hóa ra, bằng một phép màu nào đó, tôi đã có được chúng trên hành tinh Pandora này. Đã đến lúc chúng tôi tự tạo phép màu cho chính mình. Nhưng trọng trách Thorok Makto là một gánh nặng lớn đối với Jack. Nỗi đau, nỗi dằn vặt vẫn còn hằn in trong tâm trí của người thủ lĩnh. May mắn là anh luôn còn có Neytiri ở bên cạnh để hỗ trợ về mặt tinh thần. Điều đấy thôi cũng đủ làm Jack an tâm hơn rồi. Sáng hôm sau, Jack và mọi người đang chuẩn bị những khâu cuối cùng cho nhiệm vụ. Anh thúc giục Meg, người có nhiệm vụ vận chuyển các chất nổ, thao tác nhanh hơn vì mọi thứ có vẻ chậm trễ so với dự kiến. Nhưng mà anh bạn à, thuốc nổ và vội vàng không phải là một công thức hay đâu. Tận 8 tấn thuốc nổ đấy. Được rồi, 2 tiếng nữa thôi. Anh là sếp. Vậy là điều này thực sự xảy ra rồi. Đúng vậy. Norm nhìn quang cảnh xung quanh rồi than thở với người bạn cũ. Quay trở lại với gia đình Jack, cả hai đang gói ghém đồ đạc để di chuyển tới High Camp, nơi an toàn hơn cho các con này. Dù vậy, Nathaniel không muốn ở lại đây, cậu muốn đi cùng với cha mẹ để chiến đấu. Jack buộc phải từ chối lời đề nghị vì cậu còn phải để mắt đến các chị em khác. Một hàng dọc tổ hợp, các Sawyer, chúng ta đã nói gì khi thu dọn đồ nhỉ? Phải luôn canh giữ đồ. Đúng rồi đấy, Gak là đồ của các con, không ai giữ đồ cho các con ngoài các con cả. Nhưng mà Jack hành xử như một quân đội hơn là một gia đình rồi. Hôm nay chúng ta sẽ suy nghĩ và hành động như một đội, đúng không nhỉ, Thức Thức? Vâng thưa chỉ huy, cậu bé Thức nhanh nhẩu đáp. Thấy chưa, anh đang giữ tâm trạng vui vẻ cho chúng đấy thôi. Anh chả thành công gì cả. Khi gia đình Sully chuẩn bị rời đi, Jack chợt nhận ra Kiri đã biến mất. Trời ạ, mấy đứa này có hiểu ý nghĩa của việc di tản không thế nhỉ? Trong khi đó, Kiri vẫn đang ở cùng với Spider. Mặc dù Max Patel khẳng định Spider nên ở lại với nhà McCusker, Kiri nhất quyết yêu cầu cậu đi cùng cô đến High Camp. Không, cậu nên ở cùng với gia đình mình, gia đình của cậu là mình đó, Spider. Những đứa trẻ mồ côi như chúng ta phải đồng hành cùng với nhau chứ. Nhưng Nash McCusker phát hiện ra cả hai và lôi Spider về cùng với ông. Lúc này, Jack và Neytiri cũng tìm thấy hai cô cậu bé. Cặp vợ chồng khuyên nhủ Kiri rằng Spider tốt nhất nên ở với cha mẹ nuôi của mình. Buồn bã và tức giận, Kiri vùng chạy khỏi tay Neytiri. Đừng chạm vào con, hãy cho con phải thời gian. Ok, chắc rồi. Dòng suy nghĩ của Jack lại hiện lên. Tôi có thể cho các con bất cứ điều gì, nhưng đầu tiên là phải cho chúng một tương lai. Bạn làm gì khi đã xem hết các video của Ten lần thứ 10 mà chưa có video nào mới? Bạn làm gì khi rảnh rỗi? Bạn làm gì khi không biết làm gì? Đã có ôn phim, kênh mới nhất trong hệ thống nhà Ten. Ôn phim sẽ cùng bạn ôn lại những tác phẩm kinh điển, những bộ phim Hàn, Trung, Thái từng là mưa làm gió một thời, những cái tên chưa bao giờ cũ. Tất nhiên là theo một phong cách không giống ai. Subscribe và bật thông báo ngay để cùng chúng mình ôn phim lúc ăn, ôn phim lúc ngủ, ôn phim lúc không ăn không ngủ. Ôn phim mang đến niềm vui cho bạn những lúc phone in. Lưu ý sản phẩm này không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Không xem quá 180 phút mỗi ngày. Kiri sau đó gặp bà ngoại Moat. Bà an ủi cô rằng thay đổi là một phần của cuộc sống do chính chúng ta tạo ra. Kiri cùng Thuốc và Loak cùng nhau lên đường. Nhìn đoàn người di tản, Jack nặng trĩu trong lòng. Một lần nữa, người Omotikaya chúng tôi lại phải di chuyển. Nhiều thế hệ sinh ra đã không còn một ngôi nhà đúng nghĩa. Tất cả chỉ vì lòng tham, chỉ vì REA. Anh tự nhủ sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa. Nhưng trước hết, Jack cùng những người khác phải thanh tẩy cơ thể và tâm hồn để có thể chạm vào vũ khí sắt thép. Súng ống bị cấm bởi Iwa, đơn giản vì người dân tin rằng chúng là liều thuốc độc chảy vào tim. Vậy nên, nghi thức này là cần thiết để bọn họ không quên được lý do chiến đấu, không thể quên được những gì đã mất và những gì mà kẻ thù không được phép lấy đi. Chuyến bay đã sẵn sàng, Jack cũng thế, nhưng còn vài điều anh vẫn lo lắng, ví dụ như các con anh. Jack à, cửa đang đóng đấy, chúng ta phải đi thôi. Và thế là vị thủ lĩnh lên đường. Thay vì tiến thẳng đến High Camp, Kiri đến cầu nguyện tại cây linh hồn để cầu xin Ewa giúp đỡ. Kiri đã quyết định rồi, cô sẽ quay lại để đón Spider. Kiri bảo Loak đưa Thuốc đến High Camp rồi một mình đi tới Hell's Gate. Jack và Neytiri khởi hành trên con tàu của con thoi. Mọi thứ đã bắt đầu, không còn đường lùi nữa. Chúng tôi sắp đối mặt với 10 tờ không gian chỉ với cung và tên. Ngược lại, bên người trời được trang bị vũ khí tối tân đến tận răng. Tướng Admore phát hiện điều khả nghi, liền ngay lập tức liên lạc với con tàu của Jack qua video. Đây là Jack Sully, thay mặt cho toàn thể. Tôi biết cậu là ai. Tôi chưa nói xong đại tướng, tôi đang phát biểu thay mặt cho hội đồng Navi của Olokitang và phần còn lại của Pandora. Các người đang xâm phạm trái phép. Sully, tôi không quan tâm đến cái hội đồng khó chịu của anh hay những tên khủng bố tại Hell's Gate. Tôi ở đây để khôi phục luật pháp trên Pandora và tôi sẽ làm điều đó nhanh chóng và dứt khoát. Jack và nhóm của anh đã lường trước được điều này. Anh đe dọa REA bằng cách phá hủy Hell's Gate và một số cơ sở hạ tầng khác trên Pandora mà REA muốn lấy lại. Nhóm của Admore đang phải đồng ý rằng họ sẽ phải gặp mặt để nói chuyện trực tiếp.
Khi người Na'vi đang chuẩn bị cho trận chiến, Jack và Neytiri phát hiện ra Netanyahu đã lẻn leo lên tàu. Con đang nghĩ cái quái gì vậy? Con là con trai bố, con cũng là một chiến binh. Thằng bé không thể ở đây Jack, chúng ta phải quay trở lại thôi. Netanyahu không hề biết rằng cha mẹ cậu ở đây không phải để chiến đấu, họ ở đây để chết. Chính vì vậy mà cặp đôi mới phản ứng mạnh. Đây là một nhiệm vụ cảm tử. Mặt khác, sự dũng cảm của Netanyahu đã được Aqui Teraka, chiến binh ủng hộ Jack trước đó công nhận. Chàng thanh niên sẽ sát cánh bên cạnh cha mẹ và các đồng đội trong cuộc chiến lần này. Tại Hell's Gate, Kiri phát hiện ra Loak và Tuk đã đi theo mình để giúp đỡ. Ba anh em tìm thấy Spider, người đang vui mừng cũng không kém. Makoska phát hiện ra bọn trẻ rồi bẫy nhốt Spider và các anh chị em trong những căn phòng riêng biệt. Thả chúng tôi ra, cha sẽ không để yên cho ông đâu. Mẹ sẽ giết chúng ta mất. Rốt cuộc, Jack và Neytiri đã đụng mặt đám lính ADA trong lúc qua tàu đàm phán. Thủy quân, những người này mang lại cảm giác xưa cũ, nhưng không phải theo ý nghĩa tốt đẹp gì. Mặc dù tương tác giữa hai nhóm tỏ ra căng thẳng, Jack và Neytiri cuối cùng cũng gặp Admore để thỏa thuận. Jack tiết lộ rằng có một lượng Unotanium trị giá 3,2 nghìn tỷ đô được cất giấu trên một con tàu vô chủ trong không gian, được trang bị đầy chất nổ. Anh đề nghị RDA lấy lượng khoáng sản này rồi rời đi. Nhưng tướng Admore vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Đáp lại điều này, Jack ra lệnh cho đội mặt đất nổ tung nhà máy lọc dầu đầu tiên trên Pandora. RDA trở nên kích động, một tên lính thậm chí kề ra vào cổ Neytiri, nhưng Jack tiết lộ các tòa nhà khác vẫn còn nguyên vẹn. Các người vẫn còn khu mỏ, nhà máy và nhà máy điện, vậy nên các người có thể muốn bỏ cái lưỡi dao đó khỏi cổ vợ tôi trước khi tôi cho nổ tất cả thành cát bụi. Lùi lại! Ồ, giờ bà muốn nói chuyện sao? Ok, được rồi. Jack tỏ vẻ phối hợp nhưng thực chất anh đang câu giờ. RDA dù đạt được một hiệp ước trong thời gian ngắn nhưng sau đó sẽ tiếp tục phá vỡ mà thôi. Jack sắp ra lệnh cho quân mình tấn công thì bất ngờ xảy tới. Meg lúc này bị sát hại bởi tên phản bội Makoska. Hắn ta thông báo với Admore rằng chất nổ trên Pandora đã được vô hiệu hóa và những đứa trẻ nhà Sully đã bị bắt làm con tin. Jack và Neytiri kinh hoàng vì kế hoạch của họ dường như đã thất bại. Hơn thế nữa, tính mạng của những đứa con còn đang bị đe dọa. Tuy nhiên, Jack ra lệnh cho Norm kích hoạt một vụ nổ trên tàu RDA. Trong lúc hỗn loạn, Jack và Neytiri tách ra cùng với George Winslow. Họ quyết định tìm vũ khí hỗ trợ để phản kháng lại các tàu RDA khác. Cả ba thành công, nhưng đáng buồn là Winslow đã hy sinh và Jack cảm thấy choáng váng. Hủy nhiệm vụ, nhắc lại hủy nhiệm vụ, chúng ta mất George rồi. Chúng ta đã thua. Neytiri chia tay ra. Chồng à, nhà Sully không bao giờ bỏ cuộc. Chúng ta sẽ về với bọn trẻ ngay bây giờ. Sau một trận chiến lớn trong không gian, Jack và Neytiri cuối cùng cũng đã thành công trốn thoát. Cả hai lơ lửng ngoài không gian nhưng kịp thời được Netayam cùng các đồng đội kéo vào trong. Về phía Admore, bà ta không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Bà ta tiếp tục đuổi theo để tiêu diệt binh đoàn của Jack. Này, ưu tiên của chúng ta là củng cố căn cứ đó. Bỏ qua mệnh lệnh đó đi, kiếm cho tôi một con tàu. Chúng ta sẽ tiến vào. Và đó là những gì đã xảy ra trong phần 2 của Avatar The High Ground. Câu chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Đừng quên like, share, subscribe để không bỏ lỡ video tóm tắt nào tiếp theo từ Thundercats nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.